Ngọc Sơn chở Hồ Văn Cường đi diễn ở Ninh Bình. Danh ca Ngọc Sơn đã tự lái xe chở Hồ Văn Cường đến điểm tổ chức đêm nhạc chung của hai người tại Ninh Bình vào tối ngày 3 tháng 1. Quán quân Việt Nam Idol Kids 2016 năm nay 18 tuổi mới vào đại học. Sau khi mẹ nuôi mất, Hồ Văn Cường tìm công ty quản lý mới và ra ngoài thuê nhà sống cùng bố mẹ ruột nam ca sĩ cho biết những ngày qua nhiều doanh nhân nghệ sĩ ngỏ lời hỗ trợ anh phát triển sự nghiệp ca hát giúp xây dựng tặng tiền nhưng anh từ chối vì muốn tự lập đi lên bằng khả năng của mình ngọc sơn và hồ văn cường đã xong ca tình cha và lòng mẹ trong đêm nhạc chung trước đó hai bác cháu luyện tập kỹ lưỡng cho lần đầu hòa giọng ngọc sơn cho biết anh chọn hai ca khúc ý nghĩa về cha mẹ trong dịp đầu năm mới để nhắn nhủ Hồ Văn Cường và tất cả khán giả luôn giữ trọn đạo hiếu nhớ ơn đứng sinh thành. Hồ Văn Cường cũng đã từng đến nhà Ngọc Sơn để học thêm về thanh nhạc, cách biểu diễn trên sân khấu. Ca sĩ 18 tuổi đã học được cách phát âm, nhã chữ, kéo hơi, bí quyết lấy hơi một lần của ông Hoàng Nhạc Sến nên rất tự tin trên sân khấu ở Ninh Bình. Ngọc Sơn nhận xét Hồ Văn Cường hiền lành, lễ phép và cầu tiến. Cường có chất giọng lạ, nhiều cảm xúc nên dễ chinh phục khán giả. Tôi tin chỉ cần được rèn dũa thêm Hồ Văn Cường sẽ trở thành viên Ngọc Sáng, một giọng ca ấn tượng của làng nhạc Việt, Ngọc Sơn cho biết. Ngoài ra đêm nhạc của Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường do Bầu Thụy tổ chức, hai ca sĩ chụp ảnh cùng gia đình Bầu Thụy. Vào ngày 22 tháng 1, Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường sẽ tiếp tục đồng hành trong chương trình Little Star Big Dream 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh.